Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự hiện đại. Khái niệm hiện đại là gì? Hiện đại, tự định nghĩa của một thế hệ về sự thay đổi mới công nghệ, quản trị và kinh tế xã hội của chính nó. Tham gia vào thời đại hiện đại là quan niệm xã hội của một người tham gia vào những tiến bộ về tổ chức và tri thức, khiến những người tiền nhiệm ngay lập tức của một người có vẻ lạc hậu hoặc ít nhất là bị vượt qua. Ví dụ về tính hiện đại là gì? Hiện đại là trạng thái hiện tại hoặc theo thời đại. Một ví dụ về thứ đại diện cho sự hiện đại là điện thoại thông minh. Chất lượng của hiện đại hoặc đương đại, anh ấy rất ấn tượng với sự hiện đại của kiến trúc. Đặc điểm của tính hiện đại là gì? Định nghĩa và đặc điểm của tính hiện đại. Sự trỗi dậy của nhà nước quốc gia, tăng cường lòng khoan dung như một niềm tin chính trị và xã hội. Công nghiệp hóa, sự trỗi dậy của chủ nghĩa trọng thương và chủ nghĩa tư bản. Khám phá và thuộc địa hóa của thế giới phi phương Tây. Sự trỗi dậy của nền dân chủ đại diện. Vai trò ngày càng cao của khoa học và công nghệ, đô thị hóa. Tính hiện đại trong thiết kế là gì? Thuật ngữ hiện đại thường được liên kết với hình thức, chất liệu và kiểu dáng liên quan đến các sản phẩm và kiểu dáng công nghiệp. Sự hiện đại mặc dù có một thế kỷ sử dụng đằng sau nó khi tham chiếu đến thiết kế, và lâu hơn nếu người ta xem xét thẩm mỹ, nghệ thuật, văn hóa và di sản lâu dài của thời khai sáng. Tính hiện đại trong văn học Anh là gì? Tính hiện đại là một giai đoạn lịch sử hậu truyền thống hoặc hậu trung cổ đặc trưng cho sự chuyển hướng triệt để khỏi truyền thống. Đó là kỷ nguyên đánh dấu sự trỗi dậy của thời đại lý tính, bắt đầu với sự khai sáng. Hiện đại muộn trong xã hội học là gì? Hiện đại muộn hay hiện đại lỏng là đặc điểm của các xã hội toàn cầu phát triển cao ngày nay với tư cách là sự tiếp nối hoặc phát triển của hiện đại, chứ không phải là một yếu tố của thời đại kế tiếp, được gọi là hậu hiện đại hay hậu hiện đại. Điều gì đã gây ra chủ nghĩa hiện đại? Trong số các yếu tố hình chủ nghĩa hiện đại là một sự phát triển của xã hội công nghiệp hiện đại và sự phát triển nhanh chóng của thành phố. Tiếp theo là sự khủng khiếp của chiến tranh thế giới thứ nhất. Hiện đại là ý tưởng tràn ngập nghệ thuật, kiến trúc, văn hóa, đức tin tôn giáo, triết học, tổ chức xã hội, các hoạt động cuộc sống hàng ngày và thậm chí cả khoa học. Điều gì sẽ mô tả tốt nhất của chủ nghĩa hiện đại? Chủ nghĩa hiện đại mô tả những điều bạn làm là đương đại hoặc hiện tại. Chủ nghĩa hiện đại có thể mô tả suy nghĩ, hành vi hoặc các giá trị phản ánh thời đại hiện tại. Nhưng nó cũng có thể được sử dụng để mô tả một phong trào nghệ thuật và văn hóa của thế kỷ 19 và 20, cố ý tách ra khỏi các truyền thống bảo thủ trước đó. Chủ nghĩa hiện đại ảnh hưởng đến xã hội như thế nào? Chủ nghĩa hiện đại tiếp tục phát triển trong năm 1930. Nó ảnh hưởng đến nền văn hóa chính thống. Ví dụ tạp chí New Yorker bắt đầu xuất bản tác phẩm chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa hiện đại. Việc áp dụng công nghệ vào cuộc sống hàng ngày của con người ở xã hội phương Tây, điện, điện thoại, ô tô đều được sử dụng. Tầm quan trọng của chủ nghĩa hiện đại là gì? Chủ nghĩa hiện đại là một phong trào nghệ thuật phát triển từ bối cảnh thay đổi của cuộc sống trong thời gian này. Chủ nghĩa hiện đại phần lớn đại diện cho cuộc tranh đấu tranh của nhiều người với cách mà những ý tưởng và khám phá mới thách thức cuộc sống trước đây của họ trong thời kỳ mà truyền thống dường như không còn quan trọng nữa. Chủ nghĩa hiện đại tôn giáo là gì? Chủ nghĩa hiện đại trong tôn giáo, một phong trào chung vào cuối thế kỷ 19 và 20.
Chủ nghĩa hiện đại phát sinh chủ yếu từ việc áp dụng các phương pháp phê bình hiện đại vào việc nghiên cứu kinh thánh và lịch sử của các tín điều, dẫn đến việc ít chú trọng hơn đến các tín điều lịch sử và gây căng thẳng nhiều hơn về các khía cạnh nhân văn của tôn giáo. Chủ nghĩa hiện đại có tin vào Chúa không? Người theo chủ nghĩa hiện đại không tin vào các giá trị đồng nhất. Họ ít quan tâm đến các chuẩn mực xã hội và thay vào đó họ bận tâm đến việc thiếu bản sắc, thiếu niềm tin và hoài nghi. Lần đầu tiên trong lịch sử, con người không tìm đến Chúa để có thể câu trả lời dứt khoát. Họ ngày càng hoài nghi về tôn giáo và đức tin tôn giáo của họ. Chủ nghĩa hiện đại là gì và các đặc điểm của nó? Một đặc điểm đáng chú ý của chủ nghĩa hiện đại là ý thức về bản thân liên quan đến truyền thống nghệ thuật và xã hội, thường dẫn đến việc thử nghiệm hình thức cùng với việc sử dụng các kỹ thuật thu hút sự chú ý đến các quy trình và vật liệu được sử dụng để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.